giải mã sức mạnh khó tin của Lý Tiểu Long trong cú đấm một inch huyền thoại. Tài năng của Lý Tiểu Long đã được hàng tỷ người trên thế giới chiêm ngưỡng và thừa nhận. Nhưng hơn 40 năm sau, cái chết của ông thì vẫn là một bí mật chưa được khai tỏ, làm đau đầu hậu thế. Bí mật về Nhất Thốn Quyền còn được gọi là cú đấm một inch. Tuyệt kỹ làm nên tên tuổi. Tháng 8 năm 1964, cao thủ karate người Mỹ M. Parker ngỏ lời mời Lý Tiểu Long đến biểu diễn ở giải vô địch karate quốc tế Long Beach, California. Tại đây, thì trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả, Tiểu Long đã thi triển những kỹ thuật công phu phi phàm, chống đẩy với hai ngón tay và thể hiện tuyệt kỹ Nhất Thốn Quyền. Tiểu Long đứng thủ thế mặt đối mặt với một võ sinh karate tình nguyện, tay phải từ từ ướm lên phía trước ngực đối phương ở khoảng chừng 3 cm, tức là khoảng 1 inch. Tay trái chống hông, không cần lùi lại lấy đà. Tiểu Long đột ngột thúc mạnh tay phải về phía trước, lực tạo ra từ cú đấm rất mạnh khiến cho võ sinh karate ngã ngửa ra phía sau. Sau khi chứng kiến tuyệt chiêu lạ lùng đó, thì M. Parker đã phải thốt lên, Lý Tiểu Long là người duy nhất trong số 2 tỷ người trên trái đất hiện nay có thể làm được những điều anh ta nói. Nhất Thốn Quyền nguyên là kỹ thuật chiến đấu của Vịnh Xuân Quyền. Đây là chiêu thức mang đầy đủ đặc trưng của Vịnh Xuân Quyền với nguyên lý cận chiến, lấy ngắn, thắng dài, chú trọng về tốc độ. Ngay còn ở Hồng Kông, theo học danh sư Diệp Vấn, Tiểu Long đã được truyền thụ tuyệt chiêu này. Đó là kỹ thuật mà bất kỳ môn đệ nào của Vịnh Xuân cũng nắm được. Nhưng để nâng lên tầm công phu như Tiểu Long về cả sức công phá, tốc độ ra đòn thì không phải ai cũng làm nổi. Các môn đồ Vịnh Xuân Quyền được học hai kỹ thuật Nhất Thốn Quyền có chiêu dùng để biểu diễn, nhưng có chiêu thì vô cùng khốc liệt, có thể đả thương, thậm chí là khiến đối phương đột tử. Người ta truyền tay nhau rằng chịu một cú Nhất Thốn Quyền hoàn chỉnh cũng giống như là cảm giác bạn bị một quả tạ khoảng 60kg lao vào người theo chiều ngang. Khủng khiếp hơn thì sẽ thấy như là bị một chiếc búa tạ 60kg gõ từ trên cao vào ngực. Và đương nhiên thì Tiểu Long chưa từng thi triển đủ 10 thành công lực của tuyệt chiêu này ở ngoài công chúng, mới chỉ là biểu diễn. Nhưng sức mạnh của nó đã khiến cho người ta phải kinh ngạc. Năm 1969, Tiểu Long tiếp tục trình diễn tuyệt kỹ này trước hàng trăm khán giả của đài TVB Hồng Kông. Lần này thì một đệ tử giữ tấm gỗ thông để cho Tiểu Long đấm. Kết quả là tấm gỗ thông cũng vỡ toác, khán giả vỗ tay tán thưởng rầm rầm. Vậy thì bí mật nằm ở đâu? Đó là câu hỏi không dễ để trả lời. Nhất Thốn Quyền luôn khiến cho các nhà khoa học vô cùng đau đầu. Vì sao chỉ với khoảng cách không đầy 3 cm, người ta lại có thể phát ra một lực lớn như vậy? Sau này thì người ta dùng máy đo để kiểm định thì cho ra kết quả rất kinh ngạc. Nhất Thốn Quyền có lực tác động tới 69kg, trong khi một cú đấm hết cỡ với đà vung tay thoải mái thì có lượt là 147kg. Năm 2015, thì một chuyên gia nghiên cứu y sinh từ Đại học Stanford của nước Mỹ tên là Jessica Rowe đã đưa ra những lý giải mới về bí ẩn của Nhất Thốn Quyền. Bà cho biết, sở dĩ quả đấm của Lý Tiểu Long mạnh mẽ đến thế là nhờ sự phối hợp ăn ý, nhịp nhàng và chính xác tuyệt đối của các chuyển động trên toàn cơ thể, gồm có chân, đầu gối, hông, cánh tay, cổ tay và ngón tay. Khi xem những cú đấm một inch, bạn có thể thấy chân của Lý Tiểu Long giữ thẳng, khớp gối mở rộng. Tư thế này giúp anh xoay hông nhanh hơn, mang lại nhiều lực hơn cho vai và cánh tay. Bà Rowe giải thích thêm như vậy. Ngoài ra thì Nhất Thốn Quyền nguy hiểm không phải ở lực tác động mà nó gây ra, mà là ở tốc độ ra đòn khủng khiếp của nó. Nói về tốc độ ra đòn thì Lý Tiểu Long chính là một trong những võ sư nhanh nhất thế giới. Người ta kể rằng trong một giây, Lý Tiểu Long có thể đánh ra 9 đòn tay. Khi thi triển kỹ thuật tuyệt diệu này, Lý Tiểu Long sẽ đứng sát với mục tiêu trong khoảng cách từ 0 đến 15cm theo nguyên lý cận chiến mà ông rất tâm đắc. Vì Nhất Thốn Quyền đánh không cần đà lên khoảng cách với mục tiêu càng gần thì càng thể hiện trình độ công phu của người đánh. Tiểu Long cử động cổ tay linh hoạt, ướm thế để tạo đà. Cổ tay lúc này phối hợp với các đốt ngón tay hướng ra ngoài trên một trục ngang. Sau đó thì cổ tay hướng lên trên và cú ra đòn được thực hiện bằng hai đốt ngón tay. Dưới đòn Nhất Thốn Quyền mạnh nhất của Lý Tiểu Long có thể đẩy một người nặng 150kg ra xa đến 5m. Lý Tiểu Long đã ra đi ở độ tuổi thanh xuân tráng niên nhất, nhưng những câu chuyện về cuộc đời của ông thì vẫn còn được người đời lưu truyền mãi. Ngày nay thì ở Hồng Kông, người ta đã cho dựng một bức tượng đồng hình của Tiểu Long đang ra đòn dũng mãnh. Kỹ thuật võ công thượng hạng chỉ thực sự phát huy tác dụng khi người học võ mang cho mình cái đạo của võ, cái đạo của người quân tử trong tâm trí của những người yêu võ thuật, yêu mến công lý và sự công bằng. Tiểu Long mãi mãi là một thần tượng lớn nhất, đặc sắc nhất.